Thực sự, bản chất mà nói ấy, thì công nghệ một cái công nghệ về điện toán đám mây ấy, thì nó là một cái xu thế tất yếu của cái sự phát triển công nghệ thông tin trên thế giới cũng như là dần dần được áp dụng thực sự áp dụng ở Việt Nam. Thì chúng ta có thể thấy rằng là với cái việc phát triển của công nghệ điện toán đám mây thì nó làm cho cái doanh nghiệp họ có nhiều cái thuận lợi hơn trong cái việc phát triển các cái dịch vụ. Đảm bảo cái vấn đề an ninh cho cái công cho trên cái nền tảng điện toán đám mây, thì các cái doanh nghiệp trước đây thì người ta hay xây dựng những cái triển khai những cái giải pháp để bảo vệ tại trung tâm dữ liệu. Thì với cái sự phát triển của điện toán đám mây, các cái dịch vụ được triển khai ở nhiều cái mức độ hơn, thì doanh nghiệp cần phải đầu tư hơn một cái mức nữa là thay vì mình xây dựng những cái giải pháp để mình bảo vệ trung tâm dữ liệu, thì mình cần những cái công cụ, những cái giải pháp an ninh ở cái mức cao hơn để bảo vệ ngay cả chính những cái người truy cập từ bên ngoài vào cái trung tâm dữ liệu. Thì đấy là một cái sự thay đổi lớn nếu mà các cái khách hàng, các cái doanh nghiệp ứng dụng cái công nghệ điện toán đám mây vào cái doanh nghiệp của mình. Cái việc mà lưu trữ trên điện toán đám mây ấy, thì nó là một cái xu thế. Bởi vì là cái sự phát triển của công nghệ thông tin nó đã ứng dụng vào mọi các cái thành phần của doanh nghiệp. Trước đây thì người ta sử dụng các cái thiết bị máy tính để bàn, các cái thiết bị đặt tại chỗ để truy cập dữ liệu tại trung tâm dữ liệu. Thì cho đến thời điểm hiện tại, với cái sự phát triển của điện toán đám mây và với cái sự thay đổi của cái công nghệ di động, thì mọi người có thể hình dung là doanh nghiệp mong muốn triển khai những cái dịch vụ có thể cung cấp để cho người sử dụng có thể truy cập ở tất cả các cái nền tảng khác nhau, bao gồm cả các cái thiết bị cố định như máy tính trước đây và các cái thiết bị về di động, sẽ handheld, các cái thiết bị về iPad, tablet, vân vân. Và công nghệ điện toán đám mây nó đáp ứng được yêu cầu này. Chính vì cái việc mà mong muốn của doanh nghiệp khi triển khai điện toán đám mây là cung cấp các dịch vụ cho rất nhiều các nền tảng thiết bị sử dụng, trong đấy có các cái nền tảng thiết bị remote site từ xa, thì doanh nghiệp cần phải xây dựng và trang bị những cái hệ thống an ninh để nó bảo vệ không chỉ cho cái trung tâm dữ liệu và nó còn bảo vệ cho cả những cái thiết bị handheld ở bên ngoài. Ví dụ chúng ta sử dụng các cái hệ thống Android, chúng ta sử dụng các cái máy tính bảng, iPad, thì cần phải trang bị những hệ thống security cho chính các cái thiết bị bên ngoài đấy, đảm bảo rằng cái việc truy cập vào trung tâm dữ liệu, sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây là nó an toàn ở cái mức cao nhất có thể. Bảo mật thế hệ mới là một cái xu hướng gần như là bắt buộc đối với cả các cái tập đoàn lớn trên thế giới. Dell thì cũng là theo cái xu hướng đấy của các cái tập đoàn trên thế giới tập trung vào các giải pháp security. Thì hình dung rằng là cái câu chuyện trước đây đối với các hệ thống bảo mật thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức rất là thấp trong cái mô hình về công nghệ thông tin. Chúng ta chỉ bảo mật ở một cái mức mạng. Thì thực tế mà nói, trong quá trình xây dựng các hệ thống an ninh bảo mật thì các cái lỗ hổng về an ninh thường xuất hiện ở các cái lớp cao hơn, ví dụ như lớp ứng dụng,
các cái lớp tầng vận chuyển vân vân, thì nó dẫn đến một cái việc là đối với cả các cái giải pháp bảo mật truyền thống nó không giải quyết được cái bài toán là chúng ta có một cái giải pháp bảo vệ bảo vệ cái hệ thống mạng trên nhiều cái lớp khác nhau của hệ thống. Cho nên nó xuất hiện những khái niệm mới, và khái niệm một trong những khái niệm mới là khái niệm giải pháp bảo mật thế hệ mới, tức là nó sinh ra để nó có thể bảo vệ ở nhiều cái lớp khác nhau, và thực tế mà nói tập trung vào cái việc bảo vệ ứng dụng. Với cái việc triển khai giải pháp bảo vệ bảo mật thế hệ mới ấy, thì các cái doanh nghiệp sẽ có được công cụ để làm gì, để thực tế tại bất cứ thời điểm nào người quản trị cũng có thể quản lý được toàn bộ các hệ thống mạng, họ có thể quan sát được các cái thông tin trao đổi qua hệ thống mạng, họ cũng có thể theo dõi được tất cả những cái hoạt động của người dùng, ví dụ người dùng truy cập internet, sử dụng cái website nào, và họ khai thác dữ liệu gì ở trên những cái website đấy. Thì với hệ thống, các hệ thống bảo mật thế hệ mới nó phải sinh ra để nó giải quyết những cái bài toán như vậy, và đấy là chính là một cái xu thế bắt buộc khi mà người ta triển khai những cái giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp.